Tại bò tự chiến nay ngày 31 tháng 7 năm 2020 mình về có hai bò lõi của anh em. Bò này là giáp năm 12 tháng tính từ ngày sanh đẻ tới ngày sanh nó tới bây giờ là đúng giáp năm ha. Xương rất là to đòn rất là dài ha. Đây xương hai chân trước nè, đứng cái móng chõm đứng thẳng bằng luôn. Hai chân sau. Sao thẳng ra, rối nhượng thẳng ra ha, lưng rất là thẳng. Đó, phần ghim vai, phần đầu, phần cằm, phần ghim vai, phần sân lưng, bản đùi. Đó, hình rất là khéo ha. Đây, đùi chà bá luôn, đùi rất là to. Con số 170, nên có gì dỗ béo hay là hoặc để mình bắt vô béo hoặc là đi xài vào nọc vẫn được luôn. Hai con này đặt chuẩn 100%, con này với con Pháp. Hình rất là thẳng. Chà đu chấm tới nhượng ha, cạnh đu to. Phần súng đó, phần súng trong nhiều trước rất là hay á. Hai cái bộ giấy rất đều. Một 70. Và hai bò này nuôi tầm 6 7 tháng nữa là con bò, hai bò này mình nếu bít thịt đó là mình chiếc chuồng ra mỗi một con phải tầm mỗi một con tầm phải là 75 80 triệu đổ lên. Xương rất là to. Con bò này bò mẹ nó cái bò nái rất là lớn nền ha. Nhìn xác định là con bò mẹ nó cỡ nào rồi. Đó. Xương rất là to. Con bò Pháp. 180. Nó tầm nó ngang tuổi với con bò số 170 luôn. Con bò Pháp này thì nó cao hơn con kia là 2 tấc. Đó, con bò Pháp này nó cao hơn con bò 3B này là 2 tấc ha. Đầu xương rất là to, nó cao hơn cái con bò đen là 2 tấc. Nó đứng lên tới cùng cổ mà nó đứng lên tới cổ mà nè. Con này bò Pháp này nó rất là cao ha. Không có điều kiện bắt cho vỗ béo cũng được mà đi vào xài cũng vẫn đạt luôn. Thành rất là hay. Phần súng của nó ha, phần súng rất là to, phần súng dài ha. Đây, súng to, súng dài. Hay trong nhiều phía trước rất hay ha. Con này anh em để xài là ok luôn. Mấy bò này về phóng liền đó anh em, mấy bò này về xài liền. Đây, uống nghỉ rồi khoảng một tuần rồi cho đi ra đi phóng được. Thành rất là hay ha. 180 là một Pháp. 170 là 3B. Con 3B này cũng cao luôn mà tại vì con Pháp á, thường thường con Pháp nó phải cao hơn 3B này. Pháp phải cao giờ hơn 3B, lúc nào cũng phải cao giờ hơn 3B. 3B này nó cao nhưng mà bò Pháp nó cao phải cao hơn rồi vì lúc nào bò Pháp nó phải cao giờ hơn. 3B này thì đòn nó rất dài mà cũng cao ráo. Rồi đặt chuẩn nọc 100% luôn, đây mà xài cũng được mà vỗ béo vẫn được đạt luôn. Hai bò lỡ á, tại mình có hai bò lỡ là mà giáp năm. Tính từ ngày sanh đó cho tới bữa nay là nó tới giáp năm. Rồi quay con này lên xe luôn nè. Khoan chút đi, khoan chút đi. Khoan đi. Đây 1.10. Bò lỡ ha. Đây một cái người bây giờ thẳng rất ghim vai mình bao với anh em ha. Mấy con bò, hai con bò này ghim vai nó hở là con bò này là 5 năm tấc vai không anh em. Tính từ càng càng vai. Bên phía đây qua phía kia là 5 tấc vai, cái lưng sân lưng rất là rộng rồi ha. Đùi rất là to. Con này cũng vậy luôn. Con Pháp làm vậy là chịu, nó cao lên đứng gần tới cổ mình á. Đó. Đó gần tới cổ mình ha. Đó, gần tới cằm mình. Quá trời cao con bò này, đòn xương rất là to. Nó 180. Nên cái điều kiện thì bắt hai thầy vô mình vỗ béo khoảng chừng đi bò xài cũng bò xài nọc cũng được luôn, vỗ béo vẫn đạt luôn. Tầm 7 tháng nữa bò này bán phải 80 triệu ngoài hết bếp gần xương. Quá trời cái lưng, cái lưng có lưng đâu hết bếp gần lưng lưng đòn ha. Địa chỉ tại mình hơn lộ 19 xã Nhận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, nhà Phà Dòng Dầu. Nên cái điều kiện đến trại xem rồi chốt giá xong chở giao ha, nếu không có thời gian đi thì chốt giá xong chở giao cũng được. Rồi con bò này giao cho anh khách ở
Tây Ninh. Rồi chuẩn bị lên xe, dắt xe đây. Về Tây Ninh. Con bò số 6 là giao cho anh khách ở Tây Ninh, cái số 55 chót. Số điện thoại của anh là 55 chót ha. Con bò số 6, bò Pháp đầu trưa lũi, xe mặt đúng, xe lưng đúng nè. Giao cho anh khách ở Tây Ninh. Bò số 6 chuẩn bị lên xe. Lên. Lên. Ghi vô, ghi vô. Bò số 6. Pháp rất là to nè, đòn rất là dài, thùng dạo, khẩu rất là to. Đạt kiểm trăm hai. Trăm trăm hai, chạy đâu với cái nhận. Ngay trên sau đó. Hai bò đặc chứng trăm trăm hết. Bò Pháp hai chân trước, chân sau đứng rất thẳng. Dạ, cái vững đây.